ông Putin họp với tướng quân đội về chiến dịch ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã chủ trì một số cuộc họp với các tướng quân đội về định hướng ngắn hạn và trung hạn cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Điện Kremlin ngày 17 tháng 12 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 12 đã đến thăm trụ sở Ban tham mưu chiến dịch quân sự ở Ukraine, tham gia cuộc họp với tư lệnh các binh chủng cùng những chỉ huy tham gia hoạch định chiến sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã dành cả ngày ở đây nhưng không nói rõ vị trí của trụ sở. Hình ảnh trên truyền hình Nga cho thấy ông Putin chủ trì một phiên họp với khoảng 12 thành viên tham dự. Ngồi cạnh ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Trong một cuộc họp khác, ông yêu cầu các chỉ huy đóng góp hướng đi cho chiến dịch. Tôi sẽ lắng nghe chỉ huy từng cánh quân. Tôi muốn lắng nghe đề xuất về hành động của chúng ta trong ngắn hạn và trung hạn, ông Putin nói. Tướng Sergei Surovikin, Tổng chỉ huy chiến dịch tại Ukraine, cũng tham dự các cuộc họp. Tổng thống Putin họp với các tướng lĩnh cùng ngay giới chức Ukraine, nói các lực lượng Nga phóng khoảng 60 tên lửa nhắm vào hạ tầng trọng yếu ở thủ đô Kiev và nhiều tỉnh của nước này, khiến nhiều khu vực mất điện, nước sạch, hệ thống sưởi ấm và tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Nga từ tháng 10 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là tội ác chiến tranh, cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của Kiev. Trong khi đó, Moscow đã lập luận họ nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến nước này.